Vâng, em Trọng xin chào toàn thể quý anh chị em đang theo dõi kênh YouTube của Mô Hình Xe Ca Shop. Hôm nay là một cái video thanh lý khá là đặc biệt. Hôm nay thì em sẽ thanh lý cho anh em chiếc Lắc A 2.0 anh em nhé. Đó, phiên bản này thanh lý giá rất là tốt, tại vì trước đây thì bản Lắc A là một trong những cái mẫu khá là khó tiếp cận vì cái mức giá của nó cao, nói chung là rất cao. Trước đây thì nó tới tận 2 triệu mấy cơ, nhưng bây giờ thì giá bán lẻ bây giờ cũng là khoảng 1 triệu mốt rồi. Đó, nếu anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ đến số hotline của em nhé, 0972 691 245. Còn quay trở lại với chiếc Lắc A thanh lý này thì chiếc này sẽ bị lỗi một số chỗ, thì anh em sẽ theo dõi video của em ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì là cái hộp này. Đó, cái hộp nó sẽ hơi rách một chút xíu. Đó, chung là hộp rách xấu. Đây, tổng quan một chút thì em sẽ giới thiệu sơ qua nhé. Đây anh em thấy này, đó, cái này được sản xuất bởi Vin anh em nhé. Đó, bây giờ thì em sẽ bóc hộp này. Cái này này sẽ có một vài cái lỗi tương đối nặng ấy. Nhưng mà được cái là sơn ok anh em nhé. Nếu mà về vấn đề thẩm mỹ thì không vấn đề gì cả. Đó, nước sơn rồi mọi thứ rất là ok. Đó, nước sơn và mọi thứ chi tiết rất là ok. Nó sẽ có hai cái lỗi lớn nhất ở đây. Đó là phần tay nắm cửa này. Đó, tay nắm cửa phía sau này nhá, thì nó đã bị gãy và đã được gắn lại. Đó, cái này thì em mới phát hiện ra thôi. Đó, khi em nhập về thì kiểm tra sơ qua em cũng không phát hiện ra, tại vì không nghĩ là nó bị lỗi ở phần này. Đó, sau khi có một khách, anh khách đến anh ấy check thì anh ấy phát hiện ra. Đó, thì em mới loại cái lọc trước này ra. Đây, nó bị gãy và đã được hàn lại anh em nhé. Nó, đây đây. Đó, anh em thấy không? Cái góc này sẽ rõ hơn này. Đó, còn lại thì mọi chi tiết rất là ok. Nó có hai lỗi anh em nhé. Một lỗi đó và một cái lỗi là ở phần đây. Cái phần này nó bị nứt này, cũng đã được gắn lại anh em nhé. Nứt này, đó. Nó bung ra hẳn ra ấy. Nó bung hẳn ra thì em đã gắn lại nứt cái phanh đĩa này. Nhưng mà thật ra thì nếu mà để một chiếc xe bình thường vậy thì sẽ không ảnh hưởng gì cả. Khi mà gắn lại thì nó sẽ hơi cứng một chút. Đó, còn đánh lái thì vẫn ok. Đây, đó, nó có hai lỗi đó thôi. Chiếc này thì em sẽ thanh lý nhanh cho anh em nhá. Đó, thanh lý nhanh cho anh em là thanh nhanh tay, với mức giá là 666k nhá, chưa bao gồm phí ship. Đó, 666k cho một chiếc mô hình xe VinFast. Đó, hộp thì xấu, tay nắm cửa bị gãy và bị gãy đĩa phanh, nhưng mà tất cả thì đều đã được fix rồi. Để mà trưng bày bình thường thì không có một vấn đề gì anh em nhé, chỉ có hộp xấu thôi. Cái đi tặng thì nó hơi ấy thôi, chứ còn nếu mà để mà trưng để mà dùng thì ok. Đó, cái sơn ở đây hình như nó hơi chấm chấm một chút này. Cái này thì em vừa nhìn ra, tại vì cái đèn nó soi vào đây này. Đâu nhỉ? Đó, anh em thấy nó chấm chấm một chút chỗ này không? Đây này, đó, một chút nhá. Rồi, nếu anh em nào có cái nhu cầu mà ưng chiếc này nhá, 666k, thì có thể liên hệ đến số này 0972 691 245 nhá, hoặc là chốt luôn ở trên YouTube cũng được. Đó, còn nếu anh em nào mà muốn sở hữu cho mình một chiếc xe hoàn thiện, một chiếc xe mới không có lỗi lầm gì, thì có thể liên hệ với em, 1 triệu mốt anh em nhá. Còn chiếc này thì là 666k. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở video sau.